mừng quý vị và các bạn đến với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm vòng hoa treo tường nhé. Chi tiết hướng dẫn thì các bạn sẽ xem ở trong video cho mình nhé. Ok, đối với cái phần trang trí lần này thì trước hết các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một cái phần bìa cứng hoặc là bìa cắt tông như này nhé. Đối với cái phần này ấy, thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng compa và vẽ lên đây cho mình một cái phần hình tròn nhỏ thôi. Với phần hình tròn với cái bán kính là 8cm này. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ tiếp tục sử dụng compa ở đây. Và các bạn chúng ta sẽ vẽ vào đây cho mình một cái phần hình tròn với cái bán kính là 6cm này. Ok. Sau khi mà đã vẽ xong được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng dao để rạch tách cái phần này ra nhé. Ok, sau khi mà đã tách xong được cái phần này rồi thì ở đây mình sẽ có những cái phần nó bị khi mà mình tách lên nó bị thừa ra ở đây này. Các bạn mình sẽ chỉnh lại nhé. Chỉnh lại một chút này. Tiếp đến các bạn sẽ tách luôn cái phần hình tròn ở bên trong ra cho mình. Đối với cái phần dao khi mà chúng ta dùng như thế này ấy, thì nó sẽ khá là nguy hiểm ấy. Thế nên là các bạn khi mà chúng ta sử dụng ấy thì các bạn sẽ cẩn thận một chút nhá. Để tránh cái tình trạng là bị đứt tay này. Và có thể là khi mà chúng ta làm ấu ấy thì nó không những là bị đứt tay mà nó cũng sẽ bị hỏng cái phần khung của mình luôn này. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong được cái phần khung như thế này rồi nhá. Tạm thời các bạn sẽ để gọn sang một góc trước nha. Ok, tiếp đến thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình các cái phần giấy với cái kích thước là 5 x với lại 30cm thì các bạn sẽ gập đôi lại cho mình. Và ở đây ấy, thì các bạn chúng ta sẽ sử dụng bút chì để vẽ cho mình nhé. Mình sẽ vẽ một cái phần lá lên trên này. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái phần lá là cái phần lá tròn nhé. Các bạn sẽ vẽ cho mình một cái phần cành lá lên trên này. Để một lát nữa khi mà chúng ta làm cái này thì chúng ta sẽ cắt nó ra này. Đối với cái phần này thì các bạn sẽ cắt cho mình có những cành thì các bạn sẽ cắt hết và có một số cành thì chúng ta sẽ cắt một nửa như này thôi. Đó. Ok này,
Đối với phần này thì các bạn sẽ cắt cho mình các cái phần giấy với các cái độ dài khác nhau nhá. Đấy, tùy theo cái phần ở cái phần thôi thì các bạn sẽ cắt các cái phần độ dài ngắn khác nhau cho mình. Và đây khi mà chúng ta đã vẽ xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành sử dụng kéo này để tách cái phần lá này ra này. Ở đây mình chỉ được tách theo cái phần đường mà chúng ta đã vẽ sẵn ra thôi này. Rất là đơn giản thôi. Đối với cái phần này thì các bạn cũng sẽ cần phải cắt nó hơi cẩn thận một chút. Tại vì là khi mà chúng ta cắt đấy thì cái phần cành của mình ở bên trong cái sống của cái phần cành lá ấy, nó sẽ hơi nhỏ. Thế nên là khi mà chúng ta cắt cái phần dài này nó phải gập nhiều ấy thì tránh cái tình trạng nó sẽ bị đứt gãy nha. Rất dễ là bị đứt gãy luôn. Đấy, các bạn hết sức là cẩn thận này. Rồi phần trên này chúng ta sẽ đi một đoạn vào đây, cắt ra thôi. Tương tự này, phần này cũng sẽ như vậy nhá. Các bạn nó sẽ cắt ra cho mình. Đối với cái phần lá này thì các bạn hoàn toàn có thể tự sáng tạo ra cái phần cành lá sao cho nó đẹp là được, các bạn cảm thấy ok đều được hết nhá. Các bạn có thể sáng tạo các cái phần dáng lá khác, các phần dáng lá nhọn này, các phần hoặc là các phần dáng lá hình trái tim, tùy theo cái sự sáng tạo của bạn thôi. Ở đây thì mình sẽ làm các cái phần dáng lá hết sức là đơn giản này. Các bạn chiêm ngưỡng này.
Ok, sau khi cắt xong thì các bạn sẽ mở ra cho mình này. Như vậy thì chúng ta sẽ được các cái phần cành lá như thế này nha. Như vậy là mình đã cắt xong được các cái phần cành lá của mình rồi này. Mình sẽ tiến hành cố định lên luôn trên cái phần khung của mình nhé. Thì đối với cái phần này là các bạn sẽ cố định vào đây cho mình. Cái phần cành lá này mình sẽ đặt úp xuống như thế này và cố định vào đây nhé. Mình sẽ đi một cái phần đường keo lên trên này để cố định các cái phần cành lá của mình lên trên. Các bạn sẽ cố định cho mình các cái phần từ dài đến ngắn này. Mình sẽ cố định lần lượt vào đây. Cái phần dài nhất ý, thì các bạn sẽ cố định vào cái phần giữa cho mình này. Các bạn sẽ cố định cho mình các cái phần dài ngắn thì các bạn sẽ đặt chia dần ra cho mình này. Ok này, đối với cái phần này thì trong cái quá trình mà chúng ta đợi cái phần keo của mình nó được khô ấy thì các bạn sẽ tạm thời cứ vẫn đặt lên trên này cho mình nhá. Tiếp đến thì để trang trí thêm cho cái phần trang trí của mình ấy, các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình các cái phần giấy hình tròn như thế này. Đối với các cái phần giấy này ấy, thì các bạn sẽ cắt cho mình theo cái bán kính là khoảng 5 cm nhá. Vào đây thì mình sẽ sử dụng các cái phần giấy này. Mình sẽ đặt chồng lên nhau như thế này. Sau đó mình sẽ sử dụng kéo này để tỉa nó vào trong này. Cái phần này thì nó sẽ rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ việc đặt tỉa vào trong như thế này là được này. Sau khi mà cắt xong, ở đây mình sẽ cắt bỏ cái phần nhọn này đi này, các bạn sẽ cua nhọn vào là được nhé. Ok, mình sẽ tách từng cái một ra để cuộn lại để tạo thành một cái phần bông hoa của mình này. Mình sẽ cho một chút keo vào đây, sau đó cuộn tròn lại, cuộn vào đây này. Sau đó mình sẽ cho một chút keo vào đây và cố định nó lại như thế này. Các bạn sẽ giữ cái phần này cho đến khi cái phần keo của mình nó được khô nhé. Ok này, tương tự này, bạn cũng sẽ cố định các cái phần bông hoa khác cho mình. Ở đây thì các bạn chúng ta có thể chọn các cái phần màu sắc mà các bạn yêu thích để chúng ta cuộn làm cái phần hoa của mình nhé.
Cuộn rất là đơn giản thôi, các bạn hơi nới tay ra một chút cho mình là được này. Ok này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong được các cái phần bông hoa của mình rồi này. Các bạn sẽ tạm thời để gọn sang một góc trước cho mình. Và tiếp đến thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình các cái phần hình vuông này. Các bạn sẽ gập đôi cái phần hình vuông này lại cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bẻ cho mình một cái phần đường chéo sang bên này. Lật ngược lại này. Ok, ở đây thì mình sẽ cắt một cái phần cánh hoa lên trên này nhé. Sau đó thì mình sẽ mở ra này. Như vậy là mình sẽ được một cái phần bông hoa 6 cánh như thế này. Ở đây thì các bạn chúng ta sẽ cắt cho mình một cái đường vào chính giữa của cái phần bông hoa. Sau đó cố định hai phần cánh hoa ở hai bên vào này. Ok, vậy là mình cũng sẽ được các cái phần bông hoa này rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cố định vào đây trước nhá. Đối với cái phần khung này, thì bây giờ các bạn chúng ta sẽ cắt cho mình các cái phần cành lá thừa đi này. Ok, sau khi mà các bạn chúng ta đã cắt xong rồi ấy, bây giờ mình sẽ tiến hành cố định các cái phần bông hoa của mình lên trên này trước này. Mình sẽ đi một cái phần đường keo lên trên này để cố định hoa này. Sau đó thì các bạn sẽ đặt các cái phần bông hoa lên trên này cho mình thôi. Mình sẽ đặt sát vào nhau nhé. Các bạn sẽ đặt cách màu ra cho mình là được này. Ok, tiếp đến này. Chúng ta cứ đặt sát vào đây là được cho mình nhé. Ok này. Sau khi cố định các cái phần hoa ở trên này xong rồi thì tiếp đến các bạn sẽ cần cố định cho mình các cái phần bông hoa nhỏ này xuống dưới các cái phần lá này nhé. Ở đây thì mình cũng sẽ trang trí lên trên cái phần này, mình trang trí nó ngẫu hứng thôi. Ok này.
ok này. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái phần tác phẩm của mình rồi này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu thấy hay nhớ cho mình xin một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Và đừng quên là nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi các cái video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công!